Hôm nay thì tụi con tới đây để gửi một ít tiền chi phí để cho bà con hỗ trợ sau cái lũ lụt. Ở đây thì lũ của mình là nó dâng cao không bà con? Là có ai bị qua khỏi nóc nhà nhiều không? Tất cả đều bị luôn đúng không? Tại vì ở đây là con nghe nói là lên tới gần 10 mét luôn hả? Thì hôm nay tụi con tới đây thì nó hỗ trợ cho bà con ở đây của mình là mỗi một. Ở đây là tiền này là của tất cả các bạn, của người dân cả nước Việt Nam mình để ủng hộ, gửi qua cái tài khoản của con để ủng hộ, gửi con đem đến cho bà con ở miền Trung mình để tiếp tục chia sẻ một chút xíu sau cái lũ lụt này. Thì mỗi hộ con sẽ hỗ trợ cho bà con 5 triệu cho mỗi hộ. Ai lên lên tích luôn. Thì ông là cũng chia sẻ một chút phần nào cho bà con trong cái mùa lũ này ha. Mọi người. Để phát cho nhanh thì chắc là bà con làm trực tự giúp dùm con để cho mình phát cho nhanh. Ở đây thì ai cũng có phần hết, đừng có lo nha, người trước người sau thôi, chịu khó dùm con ha. Qua bên kia. Người ta đi đường nào lên? Hả? Người ta sẽ đi đường nào lên? Chưa biết để xem. Hai, Đinh Thanh Nhàn. Một năm. Đinh Văn Thiêm. 5, Đinh Thanh Trung. Con đúng là bay xong là thuồng thôi. Xong là thuồng. Ơi gì đây? Tiếp theo Kinh Tiến Đức, Đinh Thị Đắc, Trương Thị Hương, Trương Quang Tửu, Đinh Thiên Dùng. Tặng 21 đây Toàn ơi. Có bên kia quay về hơn. Sao có bên kia quay về hơn. Đừng bên đây, đừng góc quá. Quay mặt đấy, muốn quay mặt của họ. Tiếp theo Đinh Văn Huy, cho em Dương này, Đinh Minh Hưng, Đinh Minh Quyền, Cao Xuân Tiên. Alo, xin mời một số bà con nhân dân chúng ta và một số người là chúng ta không biết phát trực tiếp lắm, cho nên là cùng hàng thế phát trực tiếp cho mình đi. Cho nên là cũng xin ra mọi người cũng hiểu cho. Thế là tất cả mọi người cũng hiểu cho là cái vấn đề phát trực tiếp trên Facebook. Cho nên là cái này thì cũng mong mọi người hiểu cho nha. Ai không có phiếu là không được nhận đâu. Rồi đấy bà nha. Đinh Xuân Khả. Ok bà. Đinh Ngọc Lâm. Trần Xuân Rồng. Đinh Minh Phú, Đinh Minh Quý, rồi anh cứ kêu lại liên tục lên đi. Trương Xuân Luông, Trần Xuân U, Trương Xuân Thiện, Thái Xuân Thù, Trần Thị Tiêm, phiếu đâu đây rồi em. Trương Văn Tông, Trần Trung Điệp, Trần Văn Liêm, Trần Văn Tý, Trương Văn Hiệu, Cao Xuân Hồng, Trần Văn Đức, Trần Đại Dũng, Trần Đại Ninh, Trần Vũ Giang, Lương Văn Phúc, Đào Xuân Quý, đưa tiền đây cho anh đi. Đặng Hữu Dương, Đặng Anh Dương, Đặng Văn Khoa, Đặng Cao Thánh, Trương Quân Vương, Nguyễn Văn Nghiêm, Nguyễn Văn Hiền, Đặng Văn Hưng, Trương Văn Ba, Trương Hữu Dư, Trương Văn Hai, Trương Văn Đức, Trương Tiến Dư, Trương Thái Phương, Trương Văn Bố, Lương Văn Huy, Lương Văn Năm, Lương Thị Lương, Lương Thị Dương, Đặng Minh Dũng, đề nghị phân bố đã từng được nghe. Đề nghị phân bố nghe. Trương Quang Lương, Trương Văn Đô, Trương Quang Điềm, Trương Văn Phương. Đề nghị cả hôm đi. Trương Quang Lương, Trương Văn Đô, Trương Quang Điềm, Trương Văn Phương, Trương Văn Hoàng, Trương Văn Thiêm, Đinh Xuân Điền, Trần Văn Hương, Trần Văn Hóa, Trương Thị Tư, Cao Văn, Đinh Minh Thông, Đinh Thanh Bình, Trương Quang Vương, Trần Ngọc Biên, Trương Thanh Tuấn, Trương Minh Châu, Đinh Minh Thảo, Đinh Văn Minh, Trương Quang Ngự, Trương Văn Thanh, Trương Đức Long, Trương Văn Phong, Trương Quang Phú, Trương Văn Lương, Trương Quang Trung, Trần Quý Trung, Trần Việt Bình, Trương Minh Thảo, Đinh Xuân Niêm, Trương Thị Bích Liên, Cao Duy Đông, Đinh Thị Thắng, Đinh Ngọc Biên, Đinh Thủy Hiệp. Trần Xuân Hương, Đinh Minh Đức, Trương Văn Luông, Trương Xuân Toàn, Trương Xuân Thuế, Trương Xuân Hùng, vâng, nếu như anh mình nhận tay là không được. Anh bằng này đây. Đây lên đây. Đọc tiếp. Trương Xuân Thùy, Trần Thanh Chanh, Trần Xuân Lan, Trương Xuân Thơm, Trương Thanh Vân. Đây tiếp đi. Trương Xuân Huy, Trương Xuân Hiệu, Trương Minh Đắc, Trần Xuân Hữu, Trương Xuân Lưu. Đây sang đây ông ra đây. Rồi, cảm ơn ông. Đây cô chị sang đây chị. Trần Xuân Hiếu, Trương Xuân Hiền, Trương Thị Thú, Trương Thị Hóa, Trương Hữu Quyền. Sang đây ông. Trương Quang Thông, Trương Quang Thông, Trương Văn Thảo, Đinh Văn Đông, Đinh Văn Thành, Cao Phương Thịnh, Trần Xuân Hỷ, Trương Xuân Bằng, Trương Xuân Lai. Sang đây con. Chị ra đây. Cao Xuân Thịnh, Trương Đức Phát, Đinh Ngọc Bút, Trần Xuân Hoài, Trương Cường, Trần Xuân Bình, Đinh Tiền Phong, Trương Xuân Phong, Đinh Văn Bương, Trương Hoàng Hải. Đây chị. Trương Quang Hưng, Trương Xuân Thúy, Trương Xuân Tâm, Trương Thanh Xuân, Cao Văn Thảo, Trương Xuân Huy, Cao Văn Hào, Cao Anh Dũng, Cao Vĩ Hùng, Cao Văn Tì, Cao Trọng Quyết, Trương Văn Đạt, Nguyễn Thị Quế, Trương Xuân An, Trương Xuân Hảo, Cao Xuân Bắc, Đinh Minh Hiếu, Trần Xuân Ai, Đinh Minh Phương, Cao Văn Thắng, Đinh Tiến Hải, Trương Thị Thanh Hiền, Trần Minh Sương, Trương Xuân Điếm, Trương Xuân Toàn, Trương Quang Tuấn, Đinh Quang Anh, hệ thống 4. Xin mời thôn 3. Xin mời con ơi, Trần Xuân Đính, Đinh Đức Thiện, Trương Thanh Văn, Trương Tì, Trương Xuân Đắc, Trần Hữu Phương, Trần Thế Kỳ, Đinh Minh Huy, Đinh Xuân Hiến, Cao Thị Đình, Trần Anh Thiền, Trương Văn Trường, Trương Hữu Lực, Trương Hữu Đắc, Cao Văn Toài, Trương Mạnh Hùng, Đinh Thị Lạc, Trần Văn Phú, Trương Xuân Hồng, Trương Xuân Thơm, Trương Quang Bình, Trương Quang Phong, Trương Thủy Tinh, Trần Xuân Sông, Trần Xuân Hà, Trương Thị Đào, Đinh Thị Lan, Trần Xuân Phong, Trần Hữu Dông, Trương Đương, Trương Bá Phương, Trương Nam Tân, Trương Bá Phùng, Trương Chiến Hữu, Trần Minh Hồng, Trương Xuân Hòa, Trương Xuân Đức, Trương Thanh Mào, Trương Thanh Linh, ra đây coi chú. Trần Xuân Lai, Trần Đức Linh, Trương Việt Bắc, Hải Đông, qua đây Cao Văn Hiền, Trương Bá Tiệp, Trương Thanh Ba, Trương Thị Lan, qua đây Trần Anh Hiền, Cao Văn Hòa, Trần Anh Tuấn, Trương Xuân Hiếu, Cao Văn Tuyết, Trương Thanh Thính, Trần Xuân Lam, Đinh Tuyết Quỳnh, Trương Văn Tiên, Trương Văn Hảo, Trương Văn Tiên, Đinh Văn Liên, Hải Quân Đông, Trương Văn Hương, Hải Quân Hồi, Hải Quân Sơn, Hải Quân Trần Văn Đáng, Trương Xuân Hiến, Trương Quý Dầu, Trần Xuân Thống, Trương Xuân Hoàng, Cao Văn Thanh, Trần Xuân Đình, Trương Thị Hảo, Trương Minh Dũng, Đinh Thị Đông, Hải Quân Lực, Hải Quân Điều, Hải Quân Cừ, Trần Xuân Liêm, Đinh Xuân Hiền, Trương Thị Hoa, Trương Xuân Bình, Trương Quang Hồng, Trương Văn Luân, Trương Thị Thình, Đinh Văn Tuấn, Cao Thanh Bình, Cao Văn Luân, Trương Xuân Lai, Trần Xuân Lai, Cao Thị Liên, Đinh Minh Tâm, Trần Trọng Lưu, Trần Xuân Anh, Đinh Xuân Lương, Cao Văn Long, Cao Văn Lưu, Lương Xuân An, Đinh Xuân Thanh, Đinh Tiến Phong, Đinh Minh Liên, Đinh Xuân Hoàng, Trương Xuân Bài, Trương Thanh Tuấn, Trương Ngọc Đình, Trương Hùng Dân, Trương Đình Trinh, Trương Văn Phương, Trương Thị Xuân, Trương Xuân Hiền, Đinh Ngọc Dinh, Cao Văn Phúc, Trần Thị Đào, Trương Trần Hoàng, Trương Thị Bông, Đinh Minh Toàn, Trương Quang Huấn, Trần Văn Tâm, Đinh Ngọc Dinh, Trần Thị Hồng, Trần Thị Kim Liên, Trần Cầu Lưu, Đinh Thị Dương, Trần Văn Xuân, Đinh Ngọc Dương, Đinh Xuân Tùng, Thái Xuân Bằng, Thái Xuân Tuyên, Trương Quang Hưng, Trương Hồng Thiên, Đinh Hiền Xuân, Trương Thị Hòa, Đinh Ngọc Trừ, Trương Đình Dông, Trương Anh Tuấn, Trương Xuân Quán, Đinh Ngọc Du, Đinh Thanh Sơn, Đinh Xuân Thông, Đinh Thanh Hiếu, Thái Xuân Lâm, Thái Xuân Cánh, Trương Xuân Lam, Cao Thị Ngân, Trương Quang Đàn, Trần Thị Huệ, Trần Thị Điền, Trần Quốc Huy, Trương Quốc Huy, Trương Văn Minh, Thái Xuân Cần, Đinh Thị Mai, Trương Xuân Hưng, Trương Mạnh Đàn, hết số 2. Đề nghị số 3, ngay bên sách. Đinh Tiến Lung, Đinh Thanh Xuân, Cao Văn Phong, Trương Thanh Luận, Cao Văn Hoàng, Trương Văn Nguyễn, Trương Văn Dũng Thiên, Trương Xuân Đào, Trương Xuân Hào, Đinh Thanh Tuấn, Trương Thị Liêm, Trương Thị Vinh, Cao Xuân Hà, Trần Thị Long, Trần Quốc Toán, Trương Đức Anh, Trương Xuân Điếm, Đinh Xuân Hào, Cao Quý Hùng, Đinh Minh Trường, Cao Xuân Huỳnh, Đinh Thanh Xuân, Trần Xuân Đá, Trương Minh Nam, Cao Thủy Huy, Trương Xuân Tuyến, Trương Xuân Lai, Trần Hiểu Đức, Thái Xuân Cường, Trương Xuân Thoan, Đinh Xuân Nguyên, Cao Xuân Hiền, Trần Xuân Nguyên, Trương Thị Bích Liên, cả phòng này anh em lên. Trương Xuân Điệp, Đinh Xuân Nga, Đinh Xuân Quý, Trần Thanh Dung, Cao Thị Hương, Thái Anh Dũng, Trần Trọng Lưu, Cao Thị Báo, Đinh Xuân Dũng, Trần Xuân Ngọc, Trần Anh Dũng, Đinh Thị Quyên, Đinh Ngọc Hoàng, Thái Thị Điệt, Trần Xuân Vinh, Trương Xuân Huy, hô luôn anh đừng từ không nghe được. Đá đi. Đi đá đi đá. Mấy thôn rồi anh, mấy thôn rồi. Mấy thôn được mấy thôn. Không mất. Đi lên cao ấy. Anh đi. Đọc đây Thanh Nha. Dương Đình. Dương đây. Đàn quân Dũng Đông, Trương Quang Thiên, Trương Văn Thình, Đinh Văn Vũ, Trương Thanh Luân, Thả con Trung. Trung đến rồi. Mời di chuyển ra đây. Thả con Tuấn. Trung con Tâm. Trung con Hai. Cao Văn Đạt. Thả con Minh. Trương Minh Hùng. Cảm giác đi anh kia. Trương Thị Huân. Trương Thị Huân. Cao Xuân Tình. Trương Xuân Hồng, Trương Xuân Hùng, Trương Mạnh Tùng, Trương Quang Trí, Thái Xuân Hoàng, Trương Văn Đức, Đinh Xuân Hồng, Thái Xuân Đức, Trương Anh Huy, Trương Đức Hòa, Thái Xuân Thúy, Trần Xuân Hồng, Trần Xuân Sang, Trương Xuân Hoa, Trương Xuân Thiên, Trương Thanh Trọng, Cao Văn Thảo, Trần Đức Hiếu, Trần Trung Điệt, Trương Xuân Trung Ông, Trương Văn Cừ, Cao Văn Dũng, Đinh Thanh Tuyến, Ngô Thanh Hải, Cao Văn B, Cao Văn Bông, Cao Văn Bảo, Trương Xuân Luyên, Trương Văn Hiền, Trương Xuân Phương, Trương Xuân Trinh, Trần Xuân Thúy, vào đây, Trần Thành Duy, Trương Thị Ngọc Bé, vào đây gì? Trương Thanh Huệ, Trương Xuân Thảo, qua luôn, Trương Xuân Thảo, đây, Trương Xuân Thảo, Trương Thị Dung, Cao Thị Hà, Trương Quang Liêm, Trương Văn Đức, qua đây, Trương Xuân Tươi, Trương Thị Hương, em cho 100 nghìn. Ở đây. Chàng trai vàng trong làng đếm tiền. Ở đây là mấy thôn? Ở đây 6 thôn được 3 thôn, còn 3 thôn. Được chưa? Gọi đây ơi. Trương Xuân Yên, không được em Trương Xuân Yên. Trương Việt Bắc. Đinh Đình Quang. Trương Đình Hồng. Trần Trần Lam, bà bắt đi con. Trần Trần Lam. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ. Cháu ba lại có 2 chiếu. Đó, lùi buồng thí để đọc. Xong lần này điểm tiền chuyên nghiệp luôn. Sau lần này điểm tiền chuyên nghiệp luôn. Đây, chàng trai vàng trong làng đếm tiền. Anh Vinh cần một suất massage tay. Lên nó đây. Đi. Đi thôi, còn nữa. Nhiều cả mới nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ Cẩn thận nha bà, có chuyện té nha. Rồi. Rồi. Ôi từ từ. Rồi đi đi tự cẩn thận, đi cẩn thận. Còn một thôn nữa, còn một thôn nữa, còn một thôn của Liêm nữa. Rồi mưa tạt vô tao. Ôi lạnh quá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. lên xe ông đi rồi. Ông leo lên xe ông chạy rồi. Cá. Cất tiền cẩn thận nha ông. Dạ. Dạ. Cất cẩn thận nha bà, có chừng rớt nha, cất tiền cẩn thận nha. Vui không ông? Vui không? Mừng quá à. Dạ. Giữ tiền cẩn thận nha, chừng rớt nha. Lấy cái nón Đây là cái du kìa. Mấy phút rồi ta? Nãy giờ bao nhiêu phút rồi? Mình làm được 1.000 người luôn, gần 1.000 người luôn á. Bày tông ba, vẫn bày tông. Có một số người ta không tới á. Đây, cô Tiến này, cô Tiến sống này. Nhẹ cho bà. Cô Tiến sống này. Dạ, dạ. 3 năm bao tuổi rồi? 300 tiền, 3 năm bao tuổi? Nhưng 3 năm bao nhiêu tuổi rồi? 9 năm 46 đó. 46 à? Cái tuổi con chó con đi là 75. 75. Ở đấy là người ta là cũng muốn. Rồi 45 phút mà gần 1.000 người luôn, phát gần 1.000 người luôn, rất là nhanh gọn lẹ. Bây giờ lại đi tiếp điểm khác nha.